Đội hình không có quá VIP anh em ạ. À, bật mét chỉ huy anh em ơi, ở trên má có thằng kiếm tiêu dao nữa rồi sao tôi quánh trời. Từ 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 từ, bây giờ tập trung lo team mình ở khu này trước cái nè anh em ạ. Ở trên là nhay thấy có tàn kiếm tiêu dao cầm tay rồi đó, ở trên chỉ có một mình nó thôi. Rồi 7 giây nữa hồi xét, anh em có muốn qua không? Mình làm cái nhẹ nè. Ồ có thiền tâm nha, có tiêu dao nữa kìa anh em, có con máu kìa nha anh em ơi. Ồ nó có quần à, con gì vậy Dương Môn? Ôi tiêu dao trận cửa trên lóc nha, rồi nha chạy được, nha chạy được. Ồ Dương Môn chấm máu lên trên được anh em, cho trên chấm á. Ủa kéo lại nè, kéo nó lại nè. Thôi rút nhẹ cái nha. À, Dương Môn không chạy được tiếc quá. Hồi hồi máu cái anh em ạ. Dê 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 dê. Không đánh nữa, không đánh nữa. Thiện con khu khác qua anh em. Anh à, Dương Môn không chạy được. Tiếc quá. Thượng nhân tận khu 4, khu 2. Tầm 3 tháng nên mình cứ kỹ kỹ trước nha anh em. Để tài nguyên, để tài nguyên. Chắc bị lính nó khiều, mất hiệu quả hồi máu rồi. Rồi quay trở lại khu 17 thôi anh em ơi. Lẹ chứ ta. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Vỏ đen, có tàn kiếm tiêu dao nha, cẩn thận anh em ơi. Ui, 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 đeo, 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 đeo. Vãi nồi, chạy, 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 chạy anh em, chạy anh em, chạy, chạy đi, chạy đi. Bên này Thiên Vương nín thở rồi, Thiên Vương nín thở rồi. Vỏ đen nó mới chết chưa ta? Ok, vậy được rồi, từ từ, rỉa từ từ thôi, Thiên Vương mình đang hấp hối. Cẩn thận có thiên nhẫn. Ảo tưởng ra đồ ăn mới ra, giờ cho Thiên Vương mình hồi máu các anh em ơi, không đánh được đâu, để hy vọng có cục máu. Cẩn thận nha anh em. Về về 16 luôn đi anh em ơi, về 16 hồi máu luôn đi. Ôi dạ, nổ ta. À 15 cái ảo tưởng thôi, từ từ, mình team mình đang yếu rồi. Game này là game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nha anh em ơi, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Sợ tụi nó giành giật vô khu 5 mà nó quýnh nó nhảy qua bên này chứ. Nè 15 trống nè, 15 trống nè. Nhưng mà nó chết đồ rồi, lên đây nhai cơm lính lại nè anh em. Nhai cơm lính lại nè. Từng nhân giờ nha, nghĩ chắc tỷ lệ còn đồ cũng hơi thấp. Xả chiêu luôn đi anh em ơi. Nhay đang chơi phái gì hả? Mình đang chơi phái cung luôn anh em ạ. À. Cung luôn. Rương. Để nhà mở cho. Mười bốn đội ảo tượng khu 5 đã được mở, khu 3 vẫn còn. Có bạo kích Thiên Vương ăn luôn đi anh em, quay cho đã anh em ạ. À. Nè lại đây quay phát nữa cho đầy máu. Để nhà chết chết khu 4 cái nhà này, nhà chết cái. Khu 4 có người, khu 4 có người. À, để cho Thiên Vương mình hồi chiêu lại cái đã rồi mình từ từ cho mấy team kia nó chọn nhau. Rồi xong ham lính này mình ra 4 mình tìm vận may còn được gì mua không, khoan đồ ăn cái này mà. Biết đâu có cái quần thể kim cang sao.
Rồi tấn công. Lượm liền. Quấn 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 nhau, quấn nhau, quấn nhau, quấn nhau. Cùng luôn cái bang và thiên sơn. Cột máu trên ở nhà thiên vương ơi, cột máu trên nha. Lượm máu đi anh em, tranh thủ một bí kíp luôn đi anh em. Ủa sao thương nhân ủa vậy là team treo nãy giờ nó thủ luôn thương nhân đây ta. Hay vậy. Hay á. Sắp hết giờ rồi. Vậy là nãy team treo nó thủ thương nhân. Lên trên luôn anh em ơi. Tàn kiếm à, minh giáo nè anh em. Hết giờ. Ơi, khu 3 một team treo. Team mình chắc ấn tiêu dao nhiều hơn tại mình hai hệ thổ, có mấy tiêu dao. Mười 15 thông, dưới thông, 17 thông, 18 thông. Thường nhân luôn anh em ơi. Ủa sao mình không còn tiền ta? Nhà không có gì hết. Không nha đâu. Không nha, không có mua được gì hết nha, không có con su nào. Rút anh em ơi, team mình hết tiền rồi, team mình hết tiền rồi, rút 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 rút. Xuống xuống anh em. Ô tiêu dao chứ nè. Chết cha, chết cha, chết cha. Đồ nó dọn lính đầy sạch luôn. Minh giáo, từ 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 từ, Minh giáo và tiêu giao à. Và kiếm nó luôn anh em ơi. Rồi nó chạy rồi. Lên lại. Ô, con gì mới xuống, tàn kiếm mới xuống anh em, tàn kiếm lẻ, bắt đi, bắt đi. Ủa chạy đâu rồi ta, vẽ nồi vậy? Giờ sao anh em đi đâu? Lên năm à? Đây nè, đây nè, đây nè. Ủa lướt ghê vậy. Giờ anh em mua đồ nha anh em ơi. Rồi 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 nha, ok rồi nha, ok. Lấy phục ma thạch đang cho thêm miếng đam. Đây chết đồ ăn luôn rồi nha. Thẳng lên luôn anh em ạ. Có người nha. Minh giáo. Rồi mình giáo ra đi. Còn kia anh em, còn kia, còn kia, còn kia. Nhai tặng tiền lại đó. Mua đi, mua đi. Nhai mua rồi, nhai mua rồi. Đây, 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 đây. Ôi, có con tiêu dao mới qua nha. Cẩn thận. Rồi đủ rồi, đủ rồi, tiêu dao bên hai á. Thôi chắc mình lên trên anh em ơi, lên trên đi, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên đi, từ từ đã. Quét ra ngoài cái. Hello anh em nha, mình đang tập trung vô trận đánh chưa đọc được comment của mọi người nha anh em ơi. Chừng nào xong cái này thời gian dễ lao mình mới tập trung được chứ bây giờ mà đọc comment của anh em là mình ra đi sớm luôn anh em ạ. À. Tiêu dao nó chạy qua ba rồi chảo tường anh em ơi, cẩn thận còn tiêu dao bạo kích nha. Tiêu dao này đi chích đồ hơi ghê đó, chính luôn anh em à, chính chính chính. Rồi anh em mở đi nhai canh cho. Còn 6 đội. Giờ mình chỉ phụ thuộc vào thiên vương, mở xong rương mình xuống 6 anh em ơi. 4 đã mở, khả năng tụi nó cũng qua 6. Ăn luôn đi anh em, đừng cho tụi kia ăn anh em. Có thiên nhẫn trong map nha, có thiên nhẫn trong map nha anh em, nó mới ăn cục máu khu 8. Nga mi.
Cái bang. Rồi, Nga Mi chết. Con gì mới chạy vậy? Ôi, anh cái bang bị bảy giết chết, quả nhục thiệt chứ. Phải nồi. Có quần anh em ơi, có quần chạy đâu đây? Chạy lên một nha. Rồi, một con thiên tâm luôn. Rồi, thiên tâm chết. Tiêu dao nha, rút từ 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 từ, tiêu dao bên 4. Qua không, qua kiếm nó luôn. Đây đây, tiêu dao đây, tiêu dao mất né nè. Tiêu dao bị khống chế nè anh em ơi, khống chế cho lính nè, khống chế cho lính nè. Ôi, 1 chấm máu, hên quá, cuối cùng tiêu dao cũng chết rồi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. À, sợ tiêu dao cực kỳ luôn anh em ạ. Không phải gọi là hay quá, nhưng mà hên quá đúng không? Mình dùng từ hơi sai, team mình hay quá. Ủa? Từ, đợi nha cái anh em ơi, còn cái rương anh em ơi. Còn 3 đồ không biết là phải gì. Mua đồ cái nha, mua cường hóa đồ máu kìa anh em. Cẩn thận chậm. 13 mình chưa chết đúng không ta? 13 nãy như có tim anh em ạ. À. Đi lại 13 đi, lại 13 đi. Mình tới đây rồi đừng để chết nha anh em, đừng để chết. U 13 chống nè. Rồi đi, tiếp tục đi. À, đúng rồi, có thiên nhẫn tại nãy nghe thấy cái cục máu ở khu kia nó ăn. Vậy là map này còn thiên nhẫn rồi. Ôi, thiên vương nè, khu chính có minh giáo quần nha, minh giáo quần nha. Trời ơi, á à, tôi rượt con thiên vương 1 chấm máu nó vẫn sống anh em ạ. Vãi nồi thì. Bước bước cái thưởng cho anh em đi, nhai nhai canh đồ ăn cho, bước cái thưởng cho anh em đi. Gồng chiêu lên sang ơi. Rồi đi sang ơi, đi sang ơi, đi. Qua luôn. Rồi nó ăn, có còn kháng kìa anh em. Đi luôn anh em ơi. Chắc tụi nó đang dùng về thương nhân. Không có, anh em có mua gì mua đi nha, mở cái rừng cái. Máu thiên vương núp đầu tan, thiên vương kia chắc nó cũng gồng cũng lên được mớ máu rồi. Rồi lên ngựa kiếm anh em ạ, lên ngựa kiếm đi. Đuổi thật nhanh. Đột kích. Đây đây thiên vương đây. Ủa có quần sao nó ăn ta, nó chết rồi. Mặc quần kiếm minh giáo, giọt. Đây mình giáo khu 7 anh em ơi, khu 6 nha. Qua đâu, nó lên 1 à, ok. Cẩn thận mình giáo dồn chết á. Đây mình giáo khu 1 nha, mình giáo mất quỷ thiên rồi. Cứu thiên vương, cứu thiên vương. Rồi mình giáo đang bị khống chế trên đây, khống chế trên này nè. Nó chuẩn bị có quỷ thiên nha, cẩn thận nha, rượt luôn. Nó tới đâu vậy anh em? Ủa trận bên 6 gì mà không thấy nó chạy le vậy? Từ từ bảo kê thiên vương của mình hồi lại cái đi anh em ơi. Nó chắc hồi máu ở đây rồi đó. Anh em về một anh em ơi, tập trung một rồi rượt nó tiếp anh em ơi. Phải cấu là chiêu nó mới được. Bảo kích khu 1 nè anh em, bảo kích khu 1 nè. Lẹ. Rượt nó luôn. Lên ngựa bắn anh em ơi. Máu kìa, máu khu chính. Mình giáo 6 nha. Ăn xét sống khống chế bên 6 này anh em ơi. Nó xuống ngựa rồi, mới xuống ngựa luôn. Lên quý thiên. Ủa vậy mà không chón được nó ta. Ủa không chón được nó luôn ta.
Đó qua một đó anh em. Không có trên 3, xuống 5 kiếm anh em ơi. Nó bên 9, nó bên 9, nó qua 8. Bốn à, ok, ảo tưởng xuất hiện luôn. Rồi, nó bốn, nó bốn, nó bốn, nó bốn. Bạn chó cái kìa, ăn chó cái kìa anh em. Rồi, chết luôn rồi, hay quá. Rồi, cùng luôn, chín mạng, quá dữ.